Xin chào bạn, thì hôm nay mình có quay và bán cái lô đất cho các bạn và bà con xem, thì ai có nhu cầu mua đất nông nghiệp. Thì đây là một vườn cà phê 1 hecta, trong gồm có cà phê với bô bút. Đây mình sẽ đi quay hết cái vườn, một bên vườn của cái đám cà phê với bô bút xen nhau mà bà con nông dân có nhu cầu bán á. Nói chung là bà con nào có nhu cầu mua á, thì có thể liên hệ số điện thoại dưới. Đất này hoàn toàn đất nông nghiệp, nói chung là từ cái vườn này ra đường nhựa thì khoảng cỡ 1,5 km, còn lại đường đất, trong đường thì rộng rãi thoải mái. Thì ở cuối clip á, mình sẽ quay cho các bạn và con xem về cái đường mà đi vào cái vườn như thế này. Còn đây mình quay cái lô đất mà bà con nông dân đang bán đây. Nói chung cà phê hiện tại lô này là 1 hecta tròn này, và nông dân có nhu cầu bán. Nói chung là điện nước giếng có đầy đủ hết, cà phê có chung mua về có thu thôi, có bơ bút với cà phê đất nông nghiệp. Vùng này 2 lô, một lô là 1 hect và một lô là 8 sào. Thì bà con nông dân nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ số điện thoại này, vì nhu cầu của nông dân á, chung là không có thời gian để mà làm thì họ muốn bán. Thì qua đây cái mình quay toàn bộ cái vườn, thì bà con nông dân nào có nhu cầu hoặc ai có nhu cầu mua đất á, thì có thể gọi số điện thoại dưới, mình sẽ hướng dẫn bà con và đến tham quan vườn để có thể thấy hợp lý được, thì bà con có thể mua và canh tác và chăm sóc về cái vườn của mình cho hợp lý. Đó là cái lô thứ nhất đó, mình quay bạn xem á, chung đất rất là bằng đều đẹp, bằng đều đẹp. Nhưng mà cách đường nhựa khoảng có 1,5 cây số, ở trong đường rất rộng rãi. Và đây là lô thứ hai, thì gồm có tiêu với bơ bút thôi, hố cũng khoan sẵn rồi, đất cũng bằng đều và đẹp. Thì lô này thì 8 sào, trông rất là đều bằng và đẹp á. Thì ở cuối clip á, mình sẽ quay cho các bạn về cái đường mà từ trong vườn đi ra. Cái lúc đi vô mình không quay được, các bạn con xem nha, thì mình sẽ quay lại cái đoạn đường mà đi về, là từ cái rẫy này đi ra đường lộ cho các bạn xem. Thì con ai có nhu cầu á, mua á, muốn trồng cây nông nghiệp á, thì có thể liên hệ số điện thoại dưới. Ở này toàn bộ là vườn trồng bơ với tiêu là chính, trong mùa này mùa mưa nên cỏ nó hơi nhiều, đất thì bằng phẳng đẹp rất là tươi tốt. Khu này là khu nằm ở thị xã Buôn Hồ luôn, cách thị xã Buôn Hồ khoảng cỡ 7 cây và cách đường tránh khoảng cỡ 2 cây số, đường tránh tây. Nhưng mà con mình sẽ quay hết cái vườn cho bạn xem. Cái đám 8 sào này là hình chữ L nha các bạn. Đất rất bằng đều đẹp, có bơ có tiêu có sẵn rồi. Thì bây giờ là mình tiến hành đi về, mình quay 2 lô đất này cho các bạn và con xem, thì ai có nhu cầu mua thì có thể liên hệ. Giờ bắt đầu là mình tiến hành đi ra đi về, thì từ trong vườn đi ra, nói chung mình sẽ quay từ vườn ra và tới khúc gần giáp đường lớn cho các bạn xem. Trong đường thì ô tô đi thoải mái rộng rãi, bạn và con yên tâm nhé. Nhưng tiêu đầy đủ á, điện nước 3 pha đầy đủ hết, giếng khoan đầy đủ hết. Rồi thì bây giờ là mình tiến hành đi ra, nói chung đi từ trong cái vườn cái rẫy này á, đi ra ngoài đường lộ. Nói chung là có rất nhiều đường để đi vào được cái rẫy này, nên các bạn cứ xem. Đây là cái đám cà phê và bên đám tiêu luôn nha, nghĩa là hai bên đều bán hết á, đều chung một đất hết, vừa tiêu vừa cà phê hai bên đều là đất hết. Mình đi từ vườn đi ra.
Trong đường trời mưa thì cỏ nó hơi nhiều, nhưng còn lại thì xe rồi ô tô rồi bạn đi thoải mái. Ở vườn nó kéo dài ra tới ngoài này luôn, kéo ra tới cái cây mùn lớn này là hết lô đất 1 hết cà phê sen ba bút đó và đám tiêu bên cạnh. Rồi từ đoạn này đi trở ra là hết đất rồi nha các bạn. Đây đường bắt đầu đi về, đi ra đường lộ đây. Đường này thì các bạn đi thoải mái nha. Nói chung là việc mà bà con nông dân nào có nhu cầu mà làm nông làm rẫy á, thì với cái số lượng mà diện tích như thế này mua trồng canh tác thì rất là nhiều hiệu quả, vì đất ở đây rất là tốt. Thì bà con có thể chuyển đổi cây trồng, bà con thích trồng cà phê với bơ thì bà con chuyển đổi cây khác, nó tùy vào nhu cầu của bà con, có nhu cầu mua đất. Ram đi từ trong vườn đi ra đường nha bà con, các bạn. Nói chung đường rất là rộng. Trong đường này thì nói về lầy lội thì cũng có đâu, trời mưa thì đất ở đây nó người ta họ cũng đã đổ hết, nó đã dăm ở đường hết rồi, nên trong đi lại rất là thuận tiện, nó không có bị lầy. Trong đường cũng đã có đổ đá dăm hết rồi. Vì đất rẫy nên ít khi có đường của chúng ta, đường bê tông vào. Thế này thì từ đây ra đường lộ đường dầu á thì khoảng cỡ 1,5 cây. Đó, thì tới đây thì cũng ra tới đường lớn rồi đây. Nhưng mà tới đây cũng ra tới đường lớn, đường lộ thì đúng 1,5 cây số là từ đường lộ đường dầu đó vào trong rẫy của bà con đó. Đây, mình qua tới đây thôi nhé.